Xin chào mọi người, trong tập trước, Thạch Hạo đã chiến thắng được tên thần thứ 7 là Hoàng Vũ. Trước khi nằm xuống, Thạch Hạo đã truyền tin đến cho Triều Thần Thạch Quốc biết Hoàng Vũ đã chết. Cả đám nghe tin liền vô cùng vui mừng, bên Hòa Quốc cũng nhận được tin tức này. Vừa vặn, phụ thân và mẫu thân đang ở Hòa Quốc cũng nghe tin. Như vậy là bát vực an toàn rồi, chúng sinh ở đây rốt cuộc cũng được cứu. Tin tức nhanh chóng lan truyền tới Bất Lão Sơn, đương nhiên là khiến bọn họ vô cùng chấn động. Chỉ có điều từ đó tới nay vẫn chưa có tin tức của Thạch Hạo. Lúc này linh hồn cậu đang nằm bất động tại bờ sông Vong Xuyên, cảnh vật xung quanh vô cùng u ám. Đột nhiên một cảnh liễu xuất hiện giữa không trung, liễu thần từ từ hạ xuống. Nàng nhìn Thạch Hạo đang nằm miên ở dưới đất, rồi bộc phát lực lượng điều khiển cảnh liễu mang linh hồn đi. Tại một nơi cách đó không xa là huyền nhai, thân thể cậu đang nằm bất động dưới lớp tuyết. Nếu không có gì xảy ra thì e rằng chỉ một thời gian nữa thân thể sẽ bị băng tuyết chôn vùi. Vậy nhưng, mọi chuyện lại không giống như đã nghĩ. Liễu thần xuất hiện truyền vào cơ thể cậu một luồng sức mạnh. Thân thể được nâng lên, các mảnh vỡ chí tôn cốt quay lại cơ thể và ghép lại với nhau. Thạch Hạo nhanh chóng tỉnh lại, cậu nhận ra di trạch của liễu thần đã giúp mình. Tuy sống lại, vậy nhưng cơ thể quá suy yếu rồi, chỉ còn có thể lết đi từng bước nữa mà thôi. Nhiều ngày tìm kiếm khắp nơi không thấy tung tích. Vợ chồng Thạch Tư Lăng vô cùng buồn bã và lo lắng không biết Thạch Hạo ra sao rồi. Thạch Hạo vẫn chật vật đi từng bước, bộ dạng vô cùng tiêu tàn. Tiêu tốn nhiều sức sống như vậy lại chỉ đủ để cậu đi gặp mặt một lần người mà mình muốn gặp. Lúc này Hoàng Cung đang bắn pháo hoa ăn mừng. Họ đều biết rằng Thạch Hạo đang cố từng hơi thở để bước đi. Thạch Hạo rất muốn gặp mẫu thân và phụ thân một lần cuối cùng. Vậy nhưng đi được nửa đường lại thay đổi ý định. Nếu bọn họ nhìn thấy bộ dạng tiêu tụy, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc của mình thì chắc chắn sẽ rất đau lòng. Giờ chỉ có thể đến Bất Lão Sơn tìm Tần Hậu. Vậy nhưng Bất Lão Sơn thì lại rất nguy hiểm, không phải địch cũng chẳng phải bạn. Cậu phải cố gắng gượng, tuyệt đối không thể để lộ bản thân đang bị thương. Thạch Hạo trực tiếp xông vào trong sơn môn của Bất Lão Sơn yêu cầu gặp người đệ đệ. Mấy lão già trong Bất Lão Sơn thấy Thạch Hạo xuất hiện liền muốn động thủ. Vậy nhưng còn chưa kịp làm chuyện đó thì Tần Hạo đã xuất hiện cắt ngang. Nói chuyện bên ngoài không tiện nên hai người đi vào trong nói chuyện riêng. Thạch Hạo muốn Tần Hạo truyền lời về cho mẫu thân phụ thân rằng sau khi chạm thần đã tìm nơi bế quan tu hành rồi. Tần Hạo không muốn điều này, thiên hạ rộng lớn như vậy, biết đâu sẽ tìm được cách cứu cậu. Thạch Hạo lắc đầu, căn cơ đã tổn, cho dù hái được một gốc thánh dược thì cũng không làm nên chuyện gì. Chỉ mong cầu là Tần Hạo sẽ chăm sóc thật tốt mẫu thân và phụ thần. Sớm ngày tìm cơ hội đưa bọn họ tới thượng giới. Dặn dò xong cậu liền rời đi. Nơi tiếp theo đi tới là bên ngoài Đại Hoang Nguyên. Nơi này chính là Thạch Thôn ngày xưa. Nếu đã không còn nơi nào để đi, thì cậu vẫn muốn an nghỉ ở một nơi mà mình đã lớn lên. Cậu ngồi xuống, dừng lại ngồi bên một tảng đá. Vừa mới kiệt sức nằm xuống thì Thạch Tử Lăng cùng Thế Tử đã tìm tới đây. Hiển nhiên là trên người cậu đã bị Tần Hạo lưu lại ấn ký. Cho nên, bọn họ mới biết chỗ mà tìm thấy. Họ đưa Thạch Hạo quay lại Bất Lão Sơn để nghỉ ngơi, còn gọi thần y tới khám bệnh cho Thạch Hạo. Lão cho biết, với thương thế đó chỉ có tìm ra vật có thể thay thế chí tôn cốt thì mới có thể chữa trị. Vậy nhưng vật thay thế thì lại chỉ có một món duy nhất là tiền cốt trong ngực Tần Hậu. Lời này làm cho Tần Di Ninh và Thạch Tử Lăng gần như sụp đổ. Họ cố gắng hỏi thần y có còn phương pháp nào khác hay không. Ông ta không phủ nhận là không có, vậy nhưng mà tính mạng của Thạch Hậu không còn bao nhiêu ngày nữa. Cho dù có cách khác thì cũng khó tìm, làm sao cậu ta có thể chờ nổi. Còn nếu như lấy tiền cốt của Tần Hậu thì hắn ta chắc chắn sẽ bị trọng thương nguy hiểm đến tính mạng, mà tỷ lệ thành công chỉ có 40%. Tỷ lệ quá thấp, lỡ sai sót thì lại đắc tội lớn nên lão ta cũng không muốn làm. Tần Di Ninh vô cùng buồn bã, Tần Hạo cũng nghe được toàn bộ, hắn tiến vào và cho biết mình đã sẵn sàng rồi. Tất cả những chuyện này đã bị đám người trong Bất Lão Sơn chứng kiến. Bọn họ vô cùng bất mãn, tiền cốt là do tiên vương ban tặng, sao có thể dâng lên được. Tần Di Ninh vẫn đắn đo không biết nên lựa chọn ra sao. Thạch Tử Lăng thì biết nội tâm của Thế Tử, vậy nhưng nếu không sớm ra quyết định thì Thạch Hạo sẽ càng ngày càng suy yếu. Đúng lúc này, một tên đệ tử chạy tới bẩm báo rằng trưởng lão mời hai vợ chồng đến phòng nghị sự thương lượng. Nghe nói đến thương lượng cách cứu sống Thạch Hạo nên hai người nhanh chóng tới đó. Đồ biết rằng đây chỉ là kế sách dương đông kích tây. Hai người vừa mới rời đi thì lão gia Tần Thủ Thành đã cầm dao tiến vào phòng định làm thịt Thạch Hạo. Nghe được động tĩnh, Thạch Tử Lăng liền biết mình bị lừa nên lập tức quay lại. Thạch Hạo tỉnh dậy đúng lúc nên kịp thời ngăn cản một đào chí mạng. Lão tài cho biết vì cứu mạng cậu mà vợ chồng Thạch Tử Lăng muốn đem cơ nghiệp Bất Lão Sơn hủy hoại trong chốc lát, lão làm sao can tâm. Nếu cậu thực sự muốn hy sinh vì hạ giới, vậy thì hy sinh triệt để một chút. Thạch Hạo bây giờ đương nhiên không phải đối thủ của Tần Thủ Thành nên bị dính một trường. Lão ta tiếp tục công kích,
Thạch Hạo phản công đẩy lùi lão ta ra ngoài, sau đó dồn hết lực lượng lao sang ngăn cản Tần thủ thành. Ngay sau đó, Thạch Tư Lăng cũng chạy tới. Không cần nghĩ ngợi, hắn liền dùng trường kích đâm một nhát vào người lão già này, rồi tiễn đối phương về châu tổ tiên. Nguy hiểm đến đây được giải quyết, vậy nhưng Thạch Hạo đã dùng hết phần sức lực còn lại rồi. Cậu nhanh chóng ngã xuống. Tập phim khép lại, và chuyện gì tiếp theo sẽ xảy ra? Hãy đón xem tập sau để rõ hơn nhé. Xin chào các anh em và hẹn gặp lại!